tháng 8, đô la Mỹ tăng giá liên tục, chỉ số đô la tăng cao lên 98.131. Kể từ khi chạm mức thấp trong 3 tuần vào ngày 9 tháng 8, chỉ số đồng đô la đã phục hồi, tăng 1,1%. Đồng bạc xanh đạt được lợi nhuận hàng tuần so với các loại tiền tệ an toàn như đồng Yên Nhật và đồng Franc Thụy Sĩ. Dữ liệu cho thấy, người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu mạnh tay. Trung Quốc hôm thứ Năm tuyên bố sẽ chống lại thuế quan mới nhất của Mỹ đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bất kỳ hiệp ước nào sẽ phải tuân theo các điều khoản của Mỹ. Ông Trump tiếp tục tham gia bầu cử vào năm 2020 và đã biến nền kinh tế và lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Nhiều cuộc biểu tình tại Hồng Kông vào cuối tuần qua, điều này có thể trở thành một điểm nóng địa chính trị mới và làm phức tạp thêm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc. Các nhà đầu tư đang ngóng chờ các tín hiệu mới từ hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Họ nhận thấy có khoảng 30% cơ hội cho phép cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9 tới. Lãi suất hạ sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Tài sản không sinh lời và gây sức ép lên đồng đô la Mỹ, đồng đô la ít thay đổi ở mức 106,11 yên trong giao dịch châu Á sau khi tăng 0,2% vào thứ năm. Trong tuần, đồng bạc xanh đã tăng 0,4% so với tiền Nhật Bản, đồng bảng Anh đã tăng nhẹ, dĩ nhiên là mức tăng hàng tuần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, vì dữ liệu tích cực về doanh số bán lẻ và hàng tiêu dùng cho thấy nền kinh tế Anh đang trong tình trạng tốt hơn so với một số nhà đầu tư đã lo ngại. Đồng bảng Anh giao dịch ở mức 1,211 đô la Mỹ, gần mức cao nhất trong một tuần là 1,215 đô la Mỹ. Ngày 16 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.120 đồng, tăng 5 đồng. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.200 đồng, không đổi và bán ra ở mức 23.764 đồng, giảm 1 đồng. Đầu giờ sáng ngày 16 tháng 8, đa số các ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay thêm khoảng 5 so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.150 đồng và 23.270 đồng.